Xin chào tất cả các anh em nha. Video em giới thiệu cho các anh em tham gia chương trình này góp nhận 100 top cần có cái hiệu là Dodo người ta các anh em. Thì top cần Dodo này đã đi sàn MC giá là khoảng 378 16 USD cho một top cần các bạn. Giá khá là cao các bạn. Con này đang lên rồi các bạn. Nhím xanh đang lên rồi. Và để tham gia giá này phần clip mô tả và link mô tả video mình mở Telegram ra bấm nút start chat cho bot nha. Rồi các bạn get được 100 top cần đô khoảng 412 đô. Giờ con này nó giá nó sụt rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow làm những trang mạng xã hội của nó bạn. Các bạn follow Twitter nè, Reddit và Binbot nè bạn. Follow Telegram nè. Làm từng nhiệm vụ một đó các bạn. Từ bot thì các bạn nhấp vào các bạn like và từ tweet bot nè bạn. Đây các bạn. Bạn chỉ test lại được rồi các bạn. Bạn đã test lại rồi bạn mới đáp lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Telegram đó nè. Join vào hai kênh Telegram của nó các bạn. Bạn follow nè. Một kênh nè. Rồi bạn mới đáp lại nha bạn. Tiếp tục bạn cho anh tiếp kênh trả lời nữa nè. Telegram hay góp nữa nè. Follow nè rồi. Ok. Bạn follow xong các bạn mới đáp lại nha bạn. Tiếp tục thì các bạn bot the tweet and you win tăng vài người bạn của mình vào các bạn. Bấm bấm vào fan. Tăng vào 3 người bạn hoặc 5 người bạn nha các bạn. Nó yêu cầu thì các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn ghi một dòng chữ good I gap đi. Rồi các bạn tăng vô 3 người bạn nha các bạn. Một. Rồi chờ chút xíu các bạn. Hai. Rồi 3. Các bạn test cho 3 người bạn nha bạn. Rồi bạn đáp lại thì bạn bấm vào một. Bấm vào một submit detail nha bạn. Tiếp tục thì bạn gửi cho nó là đường like, đường link và profile tại Twitter mình nha các bạn. Mở tại Twitter mình nha. Từ thì bạn vào trang cá nhân của mình bấm vào bài và trên cùng nữa tất cả các bạn. Các bạn vào chia sẻ các bạn sao chép vào khay như tạm nữa tất cả các bạn. Rồi bạn mới đáp lời các bạn trở ra Telegram bạn bắt từ đây nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn đi phần a cộng memo các bạn. Tiếp tục thì bạn chỉ request link Dodo bot nha bạn. Submit you request link. Thì các bạn cũng mở tờ Twitter mình ra các bạn. Rồi các bạn bấm vào các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn cũng sao chép vào liên kết nè. Đây là dự án của nó nè. Rồi các bạn trở về nha bạn. Bạn bắt từ đây nè. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. A công anh 1 2 3 4. Các bạn vào setting copy username Telegram mình nha bạn. Submit you fin tweet and fin submit you bot in đâu ta. Nó kêu các bạn tweet bên này tăng dài người bạn vào bài viết này nè các bạn. Bài tweet này rồi gửi lời điện link cho nó các bạn. Trời ơi. Chúng ta nhớ phần nữa các bạn.
Thì tôi quyết này cũng như bài nãy thôi, các bạn cái việc sao chép liên kết nữa nè, bạn gửi cho nó một cái nữa các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn dùng địa chỉ NH trên chocolate của mình cũng được nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Sẽ chép nè. Mai giờ chậm. Chán quá. Rồi bấm bấm vào lên CD chết số càng em được các bạn. Rồi mình đã trang 100 túc càng đô các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân mỗi được ghép nhưng mà túc càng đô các bạn. Chỉ video mình ở đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.